thầy Minh Tuệ vẫn thực hiện việc khất thực như bình thường. Theo thông tin từ các anh em ở Nha Trang cung cấp, ngày hôm nay, thầy Minh Tuệ lại tiếp tục đi trên con đường nhỏ. Khi thầy đến một con hẻm nhỏ, có một số cô bác đã quỳ đợi thầy. Vào buổi sáng hôm đó, tầm khoảng 10 người đã có mặt, và khi nhìn thấy thầy Minh Tuệ, họ hô hào, thầy xuống rồi, thầy xuống rồi. Nghe những tiếng gọi này, thầy Minh Tuệ đã dừng lại, lắng nghe. Điều đặc biệt là hôm nay, những cô bác này không tụ tập lộn xộn mà đã cùng nhau đứng tụng lại một chỗ, thể hiện sự trang nghiêm và tôn kính đối với thầy. Khi thầy Minh Tuệ tiến xuống, những cô bác đã không xông vào mà giữ khoảng cách và ý tứ. Trong những ngày này, khi thầy Minh Tuệ đến gần và mỉm cười với họ, từng người trong số họ lần lượt cúng dường cho thầy. Đầu tiên là một ông lão khoảng 70 tuổi, ông đưa cho thầy một hộp bún xào. Tiếp theo là một cô khoảng 40 mấy tuổi, cô cũng trao cho thầy một hộp khác, bên trong là hai cái bánh xèo. Một gia đình trẻ khác cũng đã múc cơm trắng vào một hộp và kèm theo ba gói thức ăn để cúng dường thầy Minh Tuệ. Trong ba gói này, một gói là món canh, một gói là món mặn và gói còn lại là món xào. Một số cô bác khác đã mua hai gói xôi để cúng thầy và các loại bánh khác. Ngoài ra, có rất nhiều cô bác khác cũng cúng dường cho thầy, bao gồm một chai nước suối, bọc nước dừa và sữa đậu nành. Đặc biệt, có hai người phụ nữ, một người khoảng 18 tuổi và người kia khoảng 40 tuổi, mang đến hai bọc trái cây để cúng dường. Bên trong hai bọc này có hai trái thanh long, một trái mãng cầu loại to và một trái đu đủ. Một số cô bác khác cũng cúng dường thêm một bọc trái cây khác với hai trái thanh long, một trái đu đủ và đặc biệt là một chùm nho. Khi nhận được quá nhiều đồ ăn thức uống từ bà con, thầy Minh Tuệ đã cảm thấy ngại ngùng và không muốn nhận thêm, nhưng vì lòng thành của mọi người, thầy vẫn vui vẻ chấp nhận. Đặc biệt là hôm nay, các cô bác không còn xông vào như trước, mà thay vào đó, họ tụ lại một chỗ. Khi thấy thầy Minh Tuệ đi xuống, mọi người xếp hàng lần lượt để cúng dường. Sau khi cúng xong, họ nhẹ nhàng lùi lại để nhường chỗ cho những người khác theo đúng thứ tự. Vì vậy, mấy ngày gần đây, thầy Minh Tuệ đã di chuyển đến nơi khác để tránh sự nhộn nhịp không cần thiết. Đến ngày hôm qua và hôm nay, thầy quay trở lại con đường quen thuộc này. Lần này, các cô bác ở đây đã giữ ý tứ hơn, không còn chen lấn như trước. Khi họ cúng dường cho thầy Minh Tuệ, ai nấy đều rất vui mừng. Sau khi cúng dường xong, các cô bác nhẹ nhàng dạt ra và chắp tay xá thầy với lòng kính trọng. Có người thì hỏi thầy vài câu, cũng có người hỏi thầy về một số chuyện, và thầy Minh Tuệ đều từ tốn trả lời, đáp lại sự quan tâm của họ. Sau khi hoàn thành việc khất thực, thầy Minh Tuệ chuẩn bị quay về ngọn núi, nhưng một số cô bác đã gọi thầy lại, mong muốn thầy ở lại thêm một chút để giải đáp vài thắc mắc. Dù những người hộ pháp đi cùng đã nhắc thầy tiếp tục hành trình, các cô bác nơi đó vẫn đề nghị thầy nán lại thêm chút thời gian. Trước lời yêu cầu tha thiết và chân thành của mọi người, thầy Minh Tuệ đành ngồi xuống để trò chuyện cùng họ. Các cô bác đã chuẩn bị sẵn một miếng cao su để thầy ngồi. Thầy ngồi ngay chính giữa và mọi người quây quần xung quanh. Không khí trở nên ấm cúng và thân tình. Thầy Minh Tuệ chia sẻ những câu chuyện nhỏ, lắng nghe và đáp lại từng lời thăm hỏi, khiến mọi người đều cảm thấy gần gũi và an lạc. Thời gian như trôi chậm lại trong những giây phút đầy ý nghĩa này, khi thầy và các cô bác có dịp kết nối, sẽ chia một cách chân thành. Vào buổi sáng hôm đó, thầy Minh Tuệ trò chuyện với các cô bác khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, thầy bắt đầu hành trình lên ngọn núi. Khi thầy khất thực xong, cũng đã khoảng 6 giờ sáng. Lúc thầy Minh Tuệ đáp lại những lời thăm hỏi của các cô bác, thì những người hộ pháp lại nhắc thầy tiếp tục di chuyển. Thầy Minh Tuệ liền nói rằng, thôi, hôm nay như vậy là đủ rồi, con xin phép quay về ngọn núi. Thầy đi rất vội, và phía sau thầy có anh đen, anh ấy cầm hai bọc trái cây để giúp thầy. Những lúc thầy trở lên ngọn núi, anh đen cũng tiếp tục giúp đỡ, dẫn đường đến cốc của thầy. Thầy Minh Tuệ thường nhận được khá nhiều đồ ăn thức uống từ các Phật tử, và thầy luôn chia sẻ lại một phần cho anh đen. Vì công việc của anh đen buổi sáng thường rảnh, nên anh thường dành chút thời gian vào buổi sáng để theo thầy Minh Tuệ, giúp đỡ thầy khi cần thiết. Thông báo rằng cốc thầy Minh Tuệ tại Gia Lai,
vừa vinh dự đón tiếp đoàn Phật tử đến từ khu vực nơi thầy đang ẩn tu, cụ thể là xã Vĩnh Phương, Nha Trang. Đặc biệt, cô ba, trụ trì chùa Suối Ngổ ở Nha Trang, đã đến viếng thăm. Chùa Suối Ngổ nằm không xa nơi thầy Minh Tuệ đang ẩn cư. Từ cốc của thầy, chỉ cần đi theo con đường mòn dẫn lên núi, tiến dần lên gần đỉnh, quý vị sẽ đến được chùa Suối Ngổ. Mặc dù ở gần nhau, nhưng từ khi thầy Minh Tuệ về Nha Trang, cô ba chưa từng có cơ hội gặp lại thầy, chỉ duy nhất có duyên được gặp thầy cách đây 2 năm. Khi đó, thầy Minh Tuệ đang tu tập trên núi Sạn và đã xuống dưới mộ của ông xã cô ba để ở lại suốt 7 ngày. Ban ngày, thầy đi khất thực, còn buổi tối, thầy ngồi thiền tại mộ của ông xã cô. Lúc đó, thầy Minh Tuệ chỉ mặc y hai màu trắng đen đơn giản, chưa có nhiều màu sắc như bây giờ. Đặc biệt, cô ba đã tiết lộ một thông tin quan trọng vừa qua khi cô lên xã hỏi thăm về tình hình của thầy Minh Tuệ. Cán bộ ở xã cho biết rằng hiện tại, bên bộ đã vào cuộc và giữ thầy Minh Tuệ, không còn là quyền hạn của tỉnh Khánh Hòa nữa. Vì vậy, cô ba không thể đến thăm thầy Minh Tuệ tại cốc của thầy được nữa, quyền quyết định không còn thuộc về tỉnh nhà. Cho nên cô ba thông cảm, đi vào khu vực đó một mình cô ba thì được, nhưng mà đi lên thẳng chùa Suối Ngổ luôn, chứ không có ghé vào cốc của thầy được. Trong lúc nói những lời này, cô ba không thể kìm nén được xúc động, nước mắt lăn dài trên má, giọng cô run run chia sẻ rằng trong lòng cô rất thương thầy. Trong tâm lúc nào cũng quán tưởng đến thầy Minh Tuệ, thầy luôn nằm trong trái tim cô. Mặc dù cô ba đã dùng từ giữ, nhưng thực chất đó là sự bảo vệ. Với sức ảnh hưởng ngày càng lớn của thầy Minh Tuệ, việc này trở nên vô cùng cần thiết. Sự nổi bật của thầy không chỉ thu hút sự ngưỡng mộ từ đông đảo Phật tử, mà còn làm xuất hiện nhiều thế lực đối nghịch có thể tìm cách gây hại cho thầy. Do đó, sự bảo vệ từ các cơ quan cấp cao là một biện pháp cần thiết và hợp lý để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thầy. Điều này không chỉ bảo vệ thầy Minh Tuệ mà còn giữ vững sự ổn định và sự phát triển của Phật Pháp trong tình hình hiện tại. Thầy Minh Đạo tiết lộ có hơn 10 người có tâm, có tầm sẵn sàng hiến đất cho thầy xây lại tu viện. Câu chuyện về thầy Minh Đạo và các em nhỏ mồ côi tại tu viện Minh Đạo trong những ngày qua đã làm rung động biết bao trái tim của Phật tử từ khắp mọi nơi. Những giọt nước mắt đã rơi khi nghĩ đến cảnh thầy và các bé phải rời xa ngôi nhà thân yêu của mình, nơi đã trở thành mái ấm che chở cho họ bao năm qua. Nhiều người không khỏi lo lắng cho tương lai của thầy và các bé, không chỉ về mặt tinh thần mà còn về cuộc sống vật chất khi phải đối mặt với hoàn cảnh khó khăn này. Tuy nhiên mới đây, thầy Minh Đạo đã có một cuộc nói chuyện với chủ kênh YouTube Nhất Phương. Trong cuộc nói chuyện, thầy Minh Đạo đã chia sẻ trên kênh YouTube Nhất Phương rằng: "Thật sự, em không có gì phải lo lắng. Dù cuộc sống hiện tại còn nhiều khó khăn và chưa thật sự bình an, nhưng trong tâm em vẫn luôn cảm thấy an yên. Em đã cố gắng giữ gìn thân, khẩu, ý và giữ cho tâm ý mình luôn trong sạch để xứng đáng là đệ tử của Phật, cũng như là người thầy đáng kính của Phật tử mười phương, trong đó có anh Phương và gia đình. Hôm nay, em rất biết ơn vì trong những giây phút cuối trước khi chia tay, em lại được gặp anh ở đây. Em xin chúc anh luôn có sức khỏe, và em thật lòng cảm ơn anh vì đã luôn quan tâm, đồng hành cùng tụi em, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Mọi người cũng luôn quan tâm đến tụi em, và em tin rằng tương lai sẽ tốt đẹp hơn, anh không cần phải lo lắng đâu nhé." Chủ kênh cũng có hỏi thầy về việc nghe nói có rất nhiều người muốn hiến đất cho thầy để cất một ngôi nhà cho các em sau này. Thầy đã có kế hoạch hoặc quyết định gì chưa? Hay là có ai đã lên tiếng với thầy chưa? Thầy Minh Đạo thật thà trả lời rằng: "Thật ra em nghĩ là chắc cũng có trên dưới 10 người có tâm, có tầm muốn hiến đất để em xây dựng ngôi nhà cho các em. Nhưng hiện tại em chưa nhận của ai cả. Vì sao vậy? Vì em đã có được một miếng đất rồi." Câu nói những người có tâm, có tầm của thầy Minh Đạo ám chỉ những người không chỉ có tấm lòng chân thành, đạo đức, mà còn sở hữu tầm nhìn xa, hiểu biết sâu rộng và có địa vị trong xã hội. Thầy sử dụng cụm từ này để thể hiện sự tôn trọng và biết ơn đối với những người đã và đang sẵn lòng hỗ trợ tu viện và chăm lo cho các em nhỏ. Thầy chia sẻ rằng hiện tại thầy đã sở hữu một miếng đất và đang tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để chuyển đổi sang thổ cư một cách hợp pháp. Sau đó,
thầy sẽ xây dựng ngôi nhà cho các em nhỏ. Thầy cũng tiết lộ rằng từ trước thầy đã mua nhiều miếng đất khác, lúc giá còn rẻ, để trả góp dần dần. Mục đích là để sau này, khi thầy ra đi, những đứa trẻ mà thầy đã nuôi nấng tại ngôi chùa sẽ có một nền tảng vững chắc. Thầy không cần gì quá to lớn, chỉ mong muốn rằng các con của thầy, những đứa trẻ mồ côi, sẽ có một mảnh đất để an cư. Bởi cuộc sống của các em vốn đã thiếu thốn, người thì mất cha, người thì thiếu mẹ, thậm chí có em không còn cả cha lẫn mẹ. Quan điểm hiện tại của thầy là muốn đảm bảo từng đứa trẻ có một nơi an cư ổn định. Thầy chia sẻ rằng mình vẫn còn đang nợ một số người gì đã mua đất, nghĩ rằng trong thời gian cúng dường tại ngôi chùa, thầy có thể từ từ trả nợ và có thêm kinh phí để xây dựng. Thầy cũng đã hứa rằng khi mọi thủ tục giấy tờ liên quan đến đất đai được hoàn tất, thầy sẽ livestream trực tiếp để cập nhật tình hình. Lúc đó, thầy hy vọng cộng đồng mạng sẽ mở rộng tấm lòng. Nếu yêu thương thầy, thì mỗi người đóng góp một viên gạch hay một bao xi măng, giúp thầy xây dựng ngôi nhà cho các cháu có nơi nương tựa. Vậy nên, nếu có thể, Mạnh Thường Quân và các Phật tử chúng ta hãy cùng nhau chung tay đóng góp, bởi lẽ chúng ta cũng đang hướng về cửa Phật, cũng đang thực hiện những hành động cúng dường để duy trì và phát triển Phật Pháp, phải không ạ? Đây chính là cúng dường đúng nơi, đúng chỗ, cho một vị chân tu thực sự, cho một nơi mà lòng từ bi, hỷ xả và lòng nhân ái luôn tỏa sáng qua từng hành động của thầy. Thầy không chỉ là người mang đến sự giác ngộ mà còn là người cha, người thầy đã chăm sóc, nuôi dưỡng bao nhiêu đứa trẻ mồ côi, đưa chúng từ những mảnh đời khó khăn, bất hạnh đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chính vì vậy, việc chúng ta chung tay đóng góp không chỉ là hành động cúng dường mà còn là cách để tiếp tục duy trì những giá trị tốt đẹp mà thầy đã gieo trồng. Qua đó, chúng ta giúp thầy trả hết nợ nần, xây dựng những ngôi nhà vững chắc để các con của thầy có nơi nương tựa, có một mái ấm thực sự. Từ đó, các em có thể tiếp tục sống trong môi trường đạo đức và phát triển thành những con người tốt, sống có ích cho xã hội. Đây không chỉ là việc làm thiện nguyện mà còn là việc tiếp nối những giá trị Phật Pháp, lan tỏa tình yêu thương và sự sẻ chia đến với những mảnh đời kém may mắn hơn. Và qua đó, chúng ta cũng đang góp phần vào việc duy trì những điều tốt đẹp mà thầy đã và đang làm cho đời. Tuy nhiên, điều này chỉ nên thực hiện khi thầy Minh Đạo đã hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ và có thông báo chính thức từ thầy. Hiện tại, quý vị hãy cẩn trọng và không vội chuyển khoản hay đóng góp cho bất kỳ ai để tránh trường hợp bị lợi dụng, lừa đảo lòng tin của Phật tử. Thưa quý vị, trong những lúc khó khăn nhất, khi thầy đang đối mặt với một biến cố khủng khiếp, có lẽ là một trong những thử thách lớn nhất của cuộc đời, thầy vẫn giữ được sự bình thản đáng kính. Thầy buông bỏ mọi phiền muộn và vẫn luôn hoan hỷ khi trò chuyện, ngay cả với những người mang trong lòng những ý nghĩ tiêu cực về thầy. Quyết định đóng cửa tu viện, nơi thầy đã gắn bó suốt mười mấy năm qua, nơi đã nuôi dưỡng biết bao đứa trẻ mà thầy xem như con, là một quyết định không hề dễ dàng. Nhưng thầy đã chấp nhận điều đó với lòng thanh thản, không một chút sân hận. Các em nhỏ giờ đây phải chia xa, mỗi người một nơi, nhưng thầy vẫn giữ cho tâm mình trong sạch, không hề oán thán. Chính điều này đã khiến các Phật tử thêm kính trọng và thương quý thầy vô cùng. Thầy Minh Đạo kể chuyện với Phật tử, bị nhiều người chửi thậm tệ, đồng đạo chê trách, nói nặng lời. Trong một buổi trò chuyện thân mật với các Phật tử lâu năm tại chùa, thầy Minh Đạo đã chân thành tâm sự và chia sẻ nhiều câu chuyện xoay quanh những biến cố lớn lao mà thầy, tu viện và các bé mồ côi đã phải trải qua. Thầy nhận được vô số lời động viên, ủng hộ từ đông đảo Phật tử, những người luôn kính trọng và yêu mến thầy. Tuy nhiên, bên cạnh đó, thầy cũng phải đối mặt với không ít lời chỉ trích, chê trách nặng nề. Những lời này không chỉ đến từ những người xa lạ, mà còn từ chính những người thân quen, và đáng buồn hơn là từ cả những đồng đạo trong giáo hội. Họ cho rằng, chính thầy là nguyên nhân khiến cơ quan cao nhất của Phật giáo Việt Nam bị chỉ trích, khiến niềm tin của nhiều người vào Phật giáo bị tổn hại nghiêm trọng. Trích lời thầy Minh Đạo, giờ mình tu mà tu sai đường lạc lối, đó là điều rất đáng lo ngại. Thứ hai, em cảm thấy vô cùng biết ơn Phật tử và sư Minh Tuệ. Sư Minh Tuệ đã giúp em có được một sự tỉnh thức lớn, dám buông bỏ những thứ mà suốt đời em có thể không dám từ bỏ. Thứ hai,
Em biết ơn vì sự yêu thương và tình cảm của Phật tử dành cho sư Minh Tuệ quá lớn. Điều đó làm em tin rằng trong thế gian này vẫn còn chân lý. Mặc dù sư Minh Tuệ hiện đang ẩn tu ở đâu đó, nhưng em thấy chúng sanh đã tìm được con đường tu hành đúng đắn, biết cách hướng đạo theo chân lý. Vì thế, em mặc bộ áo này như một biểu hiện của lòng biết ơn Phật tử. Nhưng thật ra, bây giờ em không nên mặc nó. Tuy nhiên, trong khuôn viên này, em được phép nên em vẫn mặc. Nhưng khi ra ngoài, xin đừng mặc, vì hiện tại nhiều Phật tử chưa hiểu sâu về Phật Pháp, cứ tụ tập đông đúc khiến cho những người chân tu gặp nhiều khó khăn. Phật tử không nên đi tìm sư Minh Tuệ, không nên kéo nhau lên Gia Lai đảnh lễ, làm vậy sẽ làm khổ sư rất nhiều. Nếu thực sự thương sư, hãy để sư yên ổn tu hành, đừng làm những điều khiến sư phải ẩn mình mãi mãi, không dám ra ngoài gặp ai. Để sư được bình an, đợi khi sư ổn định rồi mới có thể đi khất thực cùng mọi người. Chứ bây giờ, mọi người cứ ùn ùn kéo đến, trời thì lạnh thấu xương, quý thầy thì phải dọn dẹp, lo ăn uống, rồi lại phải lo chuyện vệ sinh đủ thứ. Khổ nhất là những chuyện sinh hoạt cá nhân, không biết phải xoay sở thế nào. Người này bảo đi tìm, rồi bao nhiêu người lại tìm theo. Em nghĩ giờ còn một ngày có bữa ăn là đủ rồi, mình cứ cố gắng thôi. Em nghĩ đơn giản lắm, nhưng đệ tử em nó buồn lắm. Mấy sư khác mắng em dữ lắm, anh chị biết không, em phải khóa luôn điện thoại. Người ta mắng em đủ điều, nào là ngu như bò, nói rất là nặng, nào là tự mình đẩy mình vào ngõ cụt, tự làm khổ mình, mất hết cả tương lai. Người ta chê bai mình, thực chất đó chính là họ đang cung cấp cho mình chất liệu để trưởng thành, giống như phân bón cho cây. Như Hòa Thượng Nhất Hạnh từng nói, không có loài hoa nào mà không cần đến phân bón. Khi chúng ta mua hoa, chúng ta chỉ thấy vẻ đẹp bên ngoài mà không biết rằng để có được sự rực rỡ đó, hoa cần rất nhiều phân bón. Hoa càng đẹp thì càng cần nhiều dưỡng chất. Nếu trồng hoa hay rau mà không bón phân, cây sẽ kém phát triển, dễ bị sâu bệnh. Rau không có phân bón có thể lành tính, nhưng ăn vào cũng chẳng có hương vị gì đặc biệt. Hồi xưa, khi bỏ phân chuồng vào ruộng, em nhớ toàn là đĩa bám đầy. Em còn nhớ rõ, rùng mình khi thấy lũ đĩa bò lổm ngổm, bám chặt không buông. Em lăn lộn dưới ruộng, lăn đến đâu đĩa bám theo đến đó. Mẹ em chạy theo, em sợ quá cứ chạy mãi, hai mẹ con rượt đuổi nhau trên cánh đồng, giẫm nát cả lúa. Cuối cùng, mẹ em phải đè em xuống, dùng nước miếng chà xát để gỡ đĩa ra. Nhưng đĩa cứng đầu lắm, quấn chặt lấy người, dài cả một đoạn. Tất cả chỉ vì phân chuồng mà ra, chính loại phân đó sinh ra đĩa. Em nhớ hồi xưa, mỗi lần đi cày ruộng hay trang ruộng xong, dưới mấy cái luồng nhỏ nhỏ có đầy cá trầu, cá rô bơi lội tung tăng. Chỉ cần lấy cái cây đập một cái là lượm cá bỏ vào túi ngay. Bây giờ, nghe cái câu hát về cá dưới sông mà buồn lắm, vì xuống sông tìm, đâu còn thấy con cá nào nữa, chúng chết sạch hết rồi. Em thắc mắc sao Bạc Liêu nổi tiếng cá nhiều mà giờ chẳng còn. Người ta bảo do thuốc làm cá chết hết cả. Thật sự mà nói, sự phát triển của khoa học và kỹ thuật giúp cuộc sống thăng hoa, nhưng đồng thời cũng đánh mất đi rất nhiều giá trị thiên nhiên quý báu. Các chị biết không, khi người ta chửi mắng mình, điều mình cần suy ngẫm là mình có tự sỉ giả bản thân không, có tự đánh mất mình không. Đó cũng là một cách để thử lòng. Người ta thường nói, lửa thử vàng, đàn bà thử đàn ông. Giờ họ thử mình đấy, xem khi nói mình tu hành mà họ buông lời sốc, liệu mình có nổi sân không? Hôm qua có một sư cô, bạn học cũ của em, chị ấy bảo em đang diễn. Câu nói đó khiến em sốc nặng, thà chị ấy chửi tục còn đỡ hơn. Chị ấy bảo em diễn như diễn viên điện ảnh ở Hollywood, diễn khóc, diễn cười, rồi còn nói tu thì tu đi, sao ngày nào cũng lên than thân trách phận. Lời nói của chị ấy khá nặng nề, mà nghĩ cũng buồn. Vì trước đây hai người vẫn nói chuyện bình thường. Chị ấy bảo, em làm vậy mà khiến giáo hội bị chửi rủa, bị mắng, em cũng cố giải thích. Em nói, bạn ơi, sao bạn lại nói nặng lời với mình như vậy? Thật ra, chị ấy nhắn tin nhiều lần mà em không dám trả lời. Rồi chị ấy nói thêm, nhưng em không trả lời, vì lúc đó em bị mất hồn, em nghĩ chị ấy cũng đúng một phần.
Cuối cùng em nói thì cuộc đời này cũng như một vở tuồng, mình là diễn viên, nếu đã diễn thì cũng diễn cho trọn vai, hết vai rồi cũng sẽ đi. Mà chắc bạn cũng đang diễn thôi, chứ làm sao mà thật mãi được. Nhưng mình đôi co với chị ấy vậy, cũng chẳng khác gì đàn ông đi cãi nhau với đàn bà, mà làm vậy thì cũng không còn là đàn ông nữa. Thế nên em quyết định không trả lời thêm gì nữa. Khi chị ấy nói xong, em tự hỏi tại sao mình không trả lời. Con người chúng ta vốn dĩ luôn có hai mặt, như là ngày với đêm, trời với đất, đàn ông và đàn bà. Ban đêm là để ngủ, nếu không ngủ thì lấy đâu sức để ban ngày làm việc. Vậy nên em nghĩ, chị ấy nói đúng, việc em diễn cũng có phần đúng chứ không sai. Và mình nên chấp nhận lời góp ý của chị ấy. Điều quan trọng là em phải kiểm soát xem mình có nổi nóng hay không. Thực sự, em đã thấy tức giận, mà tính của em khi tức giận thì dữ dội lắm, như con trâu điên vậy, bất chấp mọi thứ. Em sợ rằng mình sẽ rơi vào địa ngục quả thiêu, nơi nó đốt cháy cả tâm đức của mình. Vì thế, em đã nói với các Phật tử rằng, khi người ta chê bai mình, em biết chứ, dù em không trực tiếp nghe, nhưng vẫn có người nói lại. Nhiều quý thầy trong đạo cũng chê trách em, chứ không chỉ có Phật tử đâu. Em nghĩ rằng, những lời chê trách ấy có phần chí lý từ những bậc thầy đáng kính. Em chỉ đang chia sẻ những cảm nhận của riêng mình thôi. Ví dụ như em có duyên trồng rau muống, thì em hưởng cái rau muống đó. Còn chị kia có duyên trồng hoa hồng, thì chị hưởng cái giá trị cao hơn. Còn người khác có duyên trồng hoa ly, bán ra thị trường thì giá càng cao hơn nữa. Em có tiền thì mua được chiếc xe đạp, sau này có thêm tiền thì em mua được chiếc cúp 50. Đó là hoàn cảnh của em, và em chấp nhận với những gì mình có. Hiện tại, em sống trong ngôi nhà nhỏ của mình, với số tiền có được, em không mơ ước gì xa xôi như lầu cao hay đài cát. Đó là khả năng của em. Ngày trước, có người chê bai em rằng, sao Minh Đạo này chỉ làm nhà lá, sao không xây một lần cho đàng hoàng. Họ đâu có biết rằng em chỉ có chút đất, phải dành dụm từng chút một, mua từng phần, xây từng đoạn. Phật tử cho bao nhiêu thì em làm bấy nhiêu, đủ để sống, đủ để che mưa che nắng thôi. Người kia nói với em đi vay tiền để xây một ngôi chùa rất đẹp, nhưng cuối cùng lại mất chùa. Tại sao vậy? Xã hội giàu, đập phá và lấy mất chùa. Lúc đó em mới ngẫm ra rằng, Đức Phật dạy sống tùy duyên, biết đủ là hạnh phúc. Ngài Hương Nghiêm Thiền Sư từng nói, cháo rau đỡ giả đói, nhà cỏ che gió sương. Người đời nếu biết đủ, thì phiền não chẳng còn dương. Em đã thuộc câu này từ khi 17 tuổi, do thầy em dạy, nhưng vẫn chưa thực hành trọn vẹn. Cuộc đời sao cứ bám víu vào vật chất mãi thế? Em cũng vì ban đại diện Phật giáo mà cố gắng đi tụng để có được một bộ bàn. Thật lòng mà nói, em xấu hổ lắm, ít khi dám ngồi trên bộ bàn đó, chỉ khi họp với ban đại diện hoặc ban trị sự về mới phải ngồi. Nhưng khi màn đêm buông xuống, em chẳng bao giờ dám đến gần bộ bàn đó nữa, cảm thấy nó làm em có cảm giác xa lạ và khó chịu. Vì vậy, đừng để mình sân si. Nếu sau này anh đọc những bình luận tiêu cực trên mạng về em, anh hãy tự hỏi xem mình đã thổn thức bao lâu khi thấy thầy mà mình thương bị chỉ trích. Nếu anh vội vàng phản ứng lại, anh chỉ vô tình tạo thêm cơ hội cho người khác sân si với mình.